Rồi là tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê câu cá từ mọi miền Tổ quốc. Hôm nay tôi lên cho anh em một clip gồm 8 cây cần câu tay, trong đó có hai cây ISO hạ tay đã làm ngon lành sạch sẽ. Cần thì em bán em cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không chống clip em quay thì em có thể gửi về cho em, anh em không mất một đồng nào hết. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem, cảm ơn anh em. Rồi đếm vô cái thứ nhất cho mọi người xem. Đây đây là một cây cần TFC, hàng đảm bảo với anh em 100%, hàng này nội địa Nhật, nó đã đảm bảo luôn á. Hàng này thì một cây ISO hạ tay đây, bát bát máy nó đây đó. Cây này ISO em hạ tay nha anh em, hàng sau thì em báo vậy. Cây này chiều dài thực tế của nó em đo là 5m33, nặng 200 g, thu gọn 103 cm, đọt là 1,1, độ cứng tầm 2, tầm 3H gửi đến 3H, là tính tầm 3H đến 3H gửi. Ngoại hình cái này thì có xuất sắc thời gian nha anh em. Đó. Đây, được độ cây sơ, được độ độ chuẩn luôn á, chuẩn theo một kiểu cần tay luôn, tất cả các lóng đều thuộc vô trong. Đó. Đầu cần được quắn và chạy keo AB. Đó. Qua chuẩn. Đây để em tháo phen cho anh em xem. Cây này thì có một lỗi duy nhất, khúc này nó bị dập đó, lóng thứ nhất. Khúc này thì nó vẫn gần gần đây, nó không có chịu lực gì hết. Anh em về anh em lấy cái màng bo bo lại, cò vô là nó ôm sát vô, nó cần ngon lành. Đó. Cần lỗi chỗ nào thì em báo lỗi chỗ đó thôi, chứ chả biết gì. Đó. Cây này là một cây hàng carbon sắn quăng. Em để đọt đó thôi. Đó. Hàng carbon sắn thế này thì xịn sò đây. Cây này thì có xuất sắc thời gian nha anh em. Sắn cùng cuộn nha. Cây này với độ cứng đó thì chiên cho anh em đi săn hàng nha. Đánh bao lực khỏi chơi. Độ cứng tầm 3H gửi là đánh bao lực khỏi chơi rồi. Hàng ISO hạ tay, độ cứng khá cao. Đây, đó. Đọt nó là đòn đọt carbon đặc nha anh em. Khá cứng. Đây, hàng carbon đặc. Rồi, giá công khai cái thứ nhất nha mọi người. Giá công khai cái thứ nhất là 600k. Đó. Cây thứ nhất có giá 600k, một cái ISO hạ tay, hàng carbon sáng cuồn cuộn. Tiếp theo sẽ là cây số 2, vẫn là một cây ISO hạ tay. Đó. Hàng này là hàng Gold Fueling. Đây vẫn là thợ làm chắc chắn. Khá ok anh em. Đọt nó được chạy AB ngon lành sạch sẽ. Mấy cây chạy AB đầu thì chiên cho anh em đi săn hàng rồi. Gold Fueling, một hàng của China xuất Nhật nha anh em. Đó. China xuất Nhật thì em báo China xuất Nhật. Vì em đã có tham khảo một số anh em rồi. Anh em báo cây này China xuất Nhật thì em báo China xuất Nhật thôi, chả nói hàng nội địa dòng do dòng dòng gì hết. Đó. Cây này chiều dài thực tế em đo là 4m75, thu nặng là 190 g, thu gọn là 110 cm, độ cứng tầm 2H, độ cứng 2H gửi đến 2H gửi nha anh em, đọt 0.7 ly. Đó. Độ cứng cây này so với cần tay thì khá cứng rồi, khá ok. Hàng là hàng carbon. Đó. Để tối lóng vào cho anh em xem tham khảo. Cây này cũng chiên cho anh em săn hàng rồi. Ngoại hình cũng xuất sắc theo thời gian. ISO hạ tay. Quá trời đẹp. Cây này ngoại hình nó tầm khoảng 90-85% nha anh em, vẫn có xuất sắc, xuất dâm thôi.
đọt quán nó đọt carbon đặc nha anh em. Độ cứng tầm khoảng 2H 2H rưỡi nha. Giá công khai cây này là 650k nha anh em, cây số 2, giá công khai 650k. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần hàng nội địa Nhật. Hàng carbon sáng chèm nha anh em, khá là đẹp á. Hàng này khỏi chê vào đâu hết, hàng còn nút, tất cả các đầu đều ok hết. Cây này thì có chiều dài là 3m6, nặng 90g, khá nhẹ. Thu gọn 103cm, đọt 0.8 ly, độ cứng tầm 1H đến 1H rưỡi, giá công khai 600k. Cây này thì chuyên cho anh em đi câu gô, câu giết, câu chép, câu quặt. Hàng carbon, vẫn là hàng carbon sáng chìm nha anh em. Khỏi chơi, cây này đảm bảo em mới trên 95% nha. Đó, độ mới thì đảm bảo sức nhẹ chỗ này. Đó, sức nhẹ thì nó sức nhẹ. Đây, đọt nó đây. Gơi cứng qua tầm khoảng 1H 1H rưỡi nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cái này. Giá công khai 600k nha mọi người. Cây số 3. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây hàng Alpha Taco, hàng nội địa Nhật, carbon vẫn là carbon sẵn chìm, sẵn nổi quăng á, carbon sẵn quăng nha anh em, quên, không phải carbon sẵn chìm. Đóng ngoài thì nó sẵn chìm thôi, đóng trong thì sẵn nổi găng luôn á. Cây này có chiều dài là 3m5, nặng là 70g, thu gọn là 94cm, đọt là 0.8 ly, độ cứng tầm 1H đến 1H rưỡi đến 2H, giá là 650k. 1H rưỡi đến 2H là đọt carbon đặc anh em. Đó. Hàng carbon sẵn quăng nha, gờ vô cái là nhắm tay luôn á. Nào, soi kỹ kế bên cho anh em xem. Đây, xước cho này, không phải xước nữa, bụi thôi. Cây này đảm bảo ngoại hình trên 95% nha anh em, 95%, 90-95% ăn lên. Rồi kỹ gần cho anh em xem luôn. Đây, đọt nó vẫn là đọt carbon đặc nha anh em. Đó, đọt này độ nảy thì khỏi chê. Công nè. Đọt này thì độ cứng ra tầm khoảng 1H rưỡi đến 2H nha. Rồi, giá công khai cây số 4. Giá công khai cây số 4 là 650k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây hàng carbon sắn chìm. Cây này chắc sáng chìm, hàng của Korea. Như cây này hàng của Korea nha anh em, hàng của Korea, hàng của Hàn Quốc á, xuất Nhật. Ngoại hình nó rơi vào tầm khoảng 90% nha anh em. Đó, carbon đây, sáng cuồn cuộn. Đầu nó thì đầu xanh. Đó. Tí em lòi lỏng ra cho anh em xem. Bán thì soi kỹ cho anh em coi từng chỗ luôn. Cây này thì dài 4m5, nặng 100g, thu gọn 100cm, đọt 0.7 ly, độ cứng tầm 1.5 đến 2H. Đó. Cây này thì đánh gô phi, đánh giết, đánh gô đồng khỏi chê, bá cháy. Cây này vẫn là một cây hàng carbon, đọt carbon đặc nha anh em. Tí em soi cho anh em xem.
Các bạn sẵn thế này thì khỏi chê. Sao thì sao cho anh em xem vậy. Đây, đọt nó là đọt carbon đặc. Hàng carbon đặc thì báo carbon đặc. Và cứng tầm 1 phát cử 2H nha anh em. Cái này có giá công khai là 700k cộng ship. Với giá em bán này cộng 30k phí ship thôi. Đó. Chịu tiền bớt ống nước cho em là được rồi. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây Sileuta. Hàng độ mới nó rơi là tầm khoảng 95%. Tầm đó. Ngoại hình khá ok, khá đẹp. Em soi kỹ cho anh em xem. Đẹp cực kỳ ha. Góc đào đầu đây khá ok. Cây này có chiều dài là 5m4, nặng 160g, thu gọn 103 cm, đọt 0.7 ly, độ cứng tầm 1 phát cử đến 2H, giá công khai là 800k. đây, soi cái lóng cho anh em xem, lóng sẵn là khỏi bàn. Để hai lóng đọt soi sao. Đây cầm hết đây, khúc này nó bị dính keo nha anh em. Không lỗi lầm gì đâu. Anh em về kiểm tra khúc này mà lỗi lầm gì thì báo em gửi về, em nhận lại hết. Carbon sẵn khỏi bàn. Đâu càng khá ok anh em. Cái này là sạc carbon sẵn quăng nha, sẵn nổi quăng lên luôn. Đây, khúc áp đọt và khúc đọt vẫn sẵn nha anh em, sẵn cuồn cuộn luôn á, chứ không cắn bình thường đó. Đọt nó đây, đọt nó gần tầm khoảng 1 phát rưỡi đến 2H nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 7 800k nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số lộn, giá công khai số 6 800k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây Stelta, vẫn là một cây giống cây số 6. Stelta. Ngoại hình khá ok nha anh em. Đây khúc này nó dính keo hay á. Đây lao ra nha. Hàng carbon sẵn quăng. Khá đẹp còn nút. Đầu ở đây. Khá đẹp nha. Nói chung cây này độ mới là thẳng 90%, 90-93%. Vì có một số điểm này nè, nó dính keo, em quên lau. Cây này có chiều dài là 6m3, nặng là 210g, thu gọn 102cm, đọt 8 ly. Không, đập đọt 0.8 ly. Nặng là, không, độ cứng là 2H đến 2H gửi nha anh em. Đó, giá là 900k. Đọc cứng 2H, hạt gửi giá 900k. Vẫn là một hàng carbon sẵn quăng. Khá đẹp. Rồi cho anh em coi. Sẵn thế này thì khỏi chê vào đâu hết. Tất cả các đầu đều ok nha anh em. Không nứt nẻ độ chế gì hết. Cần em sao em nói vậy. Đây bị xước cái này thôi. Đó.
cần soi tới đâu thấy tới đâu báo anh em tới đó. Bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống hình thì anh em có thể gửi qua cho em. Phí ship chỉ có 30k một đơn hàng thôi nha anh em. Đó. Khúc đọt nó sẵn khỏi chê nha. Sáng thế này đi, bao đẹp đây. Rồi, giá công khai cây số 7 nha anh em. Cây số 7 giá là 900k. Tiếp theo là cây số 8, cây cuối cùng. Anh em soi từ góc xuống. Hàng này cũng khá là ok anh em, khá mới. Cây này độ mới bao anh em trên 95%. Nếu xấu hoặc xước xát nhiều anh em gửi về cho em. Cây này là một cây Golden Pip. Golden Feeling. Đó, Feeling. Golden Feeling. Hàng này hàng của China xuất Nhật, đảm bảo anh 100%, hàng China xuất Nhật. Chả nói vòng vòng nổi đi Nhật vòng vòng gì hết. Đó. Hàng chất Nhật thì anh em biết chất lượng nó rồi, khỏi chơi. Cây này dài 5m4, nặng 200g, thu gọn 110cm, đọt 0.8 ly, độ cứng tầm 2H-3H. Giá là 900k nha anh em, mới rất là mới. Chỗ bọc cần nó cũng còn rất là mới. Em soi tất cả các lóng cho anh em xem. Cây này nó thì nó được phủ lớp sơn khá là dày anh em. Đó, hàng carbon sóng chìm đây. Đó, lớp sơn nó là sơn màu tím, tím nho. Đó, khá đẹp nha anh em. Tím nho mà có ánh kim nữa. Còn gì bằng. Đổ đây, nó khá ok. Không lỗi, không nứt nẻ gì hết. Hay carbon sẵn nha, sẵn chìm. Đó, đây, cục này đây. Đó. Cái này thì chuẩn hàng đánh bạo lực cho anh em này. Độ cứng tầm 3H là ok. Đó. Hàng này sức nợ đi Nhật nha anh em, bao chất lượng. Độ cứng tầm 3H vì đọt nó là đọt carbon đặc nha anh em. Đó. Rồi, đó là tổng cộng 80 cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em cần anh em có thể liên hệ với em có để số điện thoại trên bài. Rồi, cảm ơn anh em.